Thằng Lêu, mang nó ra đằng sau nhà, nhốt nó vào chuồng bò cho tao. Đợi tí nữa tao và các chị mày đi ăn cỗ về, tối sẽ tính tiếp. Nhớ là không được cho ai biết chuyện này, nhớ chưa? Thằng Lý, nó đi họp ở tỉnh rồi, nên tao phải dạy cho nó biết. Nói xong thì cả ba đi vào nhà thay đồ rồi đi. Đợi cho cả nhà đi hết. Thằng Leo quay lại cho chị dâu của mình nói giọng khinh bỉ. Ngay từ đầu ta đã nói là quên ý định làm dâu nhà này đi, nhưng mày không nghe. Mày cứ nghĩ cái thứ nghèo khổ như nhà mày mà lại được vào nhà tao làm dâu hả? Nên, à mà quên, ta phải gọi là chị dâu chứ. Yên tâm đi, chắc tầm này ngày mai chúng tao sẽ cho mày thoát khỏi cảnh đau đớn này. Thoát khỏi cảnh nghèo khổ này thôi. Nói rồi nó còn đá vào bụng của cô một cái rồi mới chịu đi. Lúc này cô gái gần như kiệt sức, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía tên đó trong sự hận thù. Lúc này nếu như cô ta còn đủ sức, cô ta sẽ đứng lên để làm cho tên kia một trận cho hả dạ. Thấy ánh mắt của cô chị dâu như là căm ghét mình, cho nên Lêu đứng dậy rồi nói. Mệt thật đấy, giờ lại phải vác mày ra ngoài kia nữa, đúng là chả có tích sự gì cả. Hắn đi tới vác cô lên vai đi ra đằng sau vườn, nơi có chuồng bò cũ, cạnh chỗ chứa củi. Sau khi quăng cô xuống đất, quay lưng đi. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao hắn lại đứng lại, như suy tính điều gì đó. Rồi hắn quay lại cười một tiếng bỉ ổi. Đằng nào thì mày cũng phải về âm phủ thôi. Thôi thì mày làm hài lòng tao đi, để tao giúp mày đi cho thanh thản, mà không bị tra tấn thêm nữa từ mẹ và các chị của tao, có được không? Nói rồi hắn cứ như vậy mà làm nhục cô gái kia. Lúc này ánh mắt cô gái như muốn sớm được giải thoát khỏi cảnh tủi nhục đau khổ này. Làm nhục người chị dâu xong, hắn đi vào trong nhà tâm trạng hả hê. Còn cô gái thì không còn đủ sức để tự mình tìm đến cái chết được nữa. Mà tên ác ôn này hình như hắn có tính toán sẵn trong đầu rồi hay sao ấy. Mà sau khi làm nhục cô xong, hắn cột hai tay cô lại rồi mới chịu rời đi. Vì vậy mà cô gái muốn kết thúc cuộc đời của mình cũng chẳng được. Trời lúc này cũng đã gần tới tối rồi. Tên Lêu đi ra lơi nhốt chị dâu của mình, rồi hắn tiếp tục làm nhục một lần nữa tới chị dâu của mình. Và cho đến khi nghe tiếng bà mẹ và các chị của mình về, thì hắn bắt đầu mặc đồ lại và làm đúng lời hứa ban đầu hắn nói với chị dâu. Và sau khi đó, hắn mở miệng chị dâu làm cho một nhát vào lưỡi, làm mất đi chiếc lưỡi của chị dâu. Sau đó hắn còn cho thêm một nhát vào cổ họng của chị dâu, cho chắc ăn hơn. Sau đó hắn bóp hai tay vào cổ họng của chị dâu, cho đến khi chị không còn vùng vẫy được thì mới chịu buông tay. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nó tự vẫn rồi mẹ ơi! Hắn ta chạy ra làm bộ giả vờ hốt hoảng thông báo cho bà mẹ và hai chị biết. Người nhà nghe tin hớt hải chạy ra, cứ nghĩ họ hối hận về việc mình đã làm. Thế nhưng mà không, không hề. Bà mẹ chồng lại buông ra một lời nói cay nghiệt. Mẹ kiếp, nó dám tự vẫn hả? Không chờ tao về tao hành hạ thêm chứ? Được, nếu vậy tao cho mày chết không được yên. Rồi bà ta nói xong, bà ta chạy vào nhà một lúc, trên tay cầm một cái búa và một cái đinh to dài khoảng một gang tay. Mấy người con thấy vậy thì liền hỏi: tao sẽ tặng cho nó một cái đinh ở trên đầu này, và để tao yểm bùa cho linh hồn của nó mãi mãi không được siêu thoát, để nó không thể thoát được khỏi căn nhà này. Ba đứa con tuy cùng dòng máu độc ác, nhưng khi nghe mẹ nói thì sợ hãi run rẩy. Mẹ làm như vậy mang tội lắm đó mẹ ơi. Thôi, nó mất rồi mẹ mang vứt nó xuống dưới sông cho cá nó ăn là được rồi mẹ ạ. Mày điên à? Sao lại vứt nó xuống sông? Để cho thiên hạ biết chúng ta hại chết nó sao?
Tao đã đem tiền vàng đi cưới hỏi nó về nhà này thì sống chết nó cũng phải ở đây để cho tao được hành hạ, làm gì có chuyện đi đầu thai kiếp khác. Ba người con nghe xong rồi dùng mình bỏ vào nhà, nhưng chưa kịp đi thì chuyện lạ xuất hiện. Bởi lúc này bà ta đóng cái đinh dài cả gang tay sâu vào trong đầu con dâu. Cái bất ngờ mà làm cho cả bốn mẹ con sợ hãi chính là cái xác. Khi bà ta đóng xong cái đinh trên đầu con dâu thì cái xác bỗng nhiên co giật liên tục, nước màu đỏ từ trong mắt, trong miệng chảy ra. Một lúc sau thì cái xác mới nằm yên trở lại. Thế là cả bốn mẹ con đi mang cái xác ra phía chuồng bò, đào hố chôn xuống đó. Bà mẹ chồng đứng lên cười thỏa mãn. Giờ tao coi xem mày có được yên thân hay không. Linh hồn không siêu thoát được, bị giam cầm trong thân xác mãi mãi, còn bên trên thì bị trâu bò dẫm đạp lên mỗi ngày. Mày chết tao cũng không cho mày được yên đâu. Hai đứa con gái lúc này không còn sợ hãi như trước nữa mà chạy tới tung hô mẹ của mình. Mẹ giỏi thế. Như vậy là linh hồn của nó không về để báo thù được mẹ con chúng ta đúng không mẹ? Thế chứ chúng mày nghĩ mẹ mày tầm thường thế hả? Những đứa ấy mà chết tất tưởi như vậy á, nó rất tỉnh á. Xử lý mà không khéo á, nó về nó bóp lại cổ mẹ con nhà mình chứ chả chơi. Và đặc biệt những đứa mà mang thai á thì còn linh gấp trăm lần những đứa bình thường khác. Chúng mày nghe chưa? Lúc này tên Leo nghe thế vậy giật thóp mình. Hắn hỏi lại với một giọng run sợ. Hả? Mẹ nói cái gì? Cô ta mang thai. Ô, thế chứ mày nghĩ tại sao tao lại phải dụ dỗ thằng Lý nó nên tỉnh? Tao phải xử lý càng nhanh càng tốt chứ. Cũng may cho mẹ con nhà mình á, là thằng Lý nó không hề biết gì con bé này có thai, chứ không thì còn lâu mới lừa được nó lên tỉnh. Cô con gái thứ ba hỏi. Sao mẹ không để cho nó sinh xong, sinh cháu mình xong rồi hẵng giết nó hả mẹ? Giờ thì thành giết cả cháu mình luôn rồi. Bà mẹ chồng vẫn cay nghiệt đáp. Thế chúng mày có chắc chắn đó là con của anh mày không? Bọn mày có biết nó đẹp như vậy thì thiếu gì đàn ông bu theo. Lỡ nó không phải con của anh mày thì khác gì mình đi lui con của người dưng. Sau này rồi nó lấy hết gia tài của tao. Tên Leo cũng cảm thấy sợ hãi. Hắn không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Hắn đi vào nhà trong phòng của mình mà không ngừng run sợ. Bởi trong thoáng chốc, hắn đã làm bao việc tày trời. Nào là làm nhục chị dâu, làm mất mạng chị dâu, rồi còn hại luôn cả đứa cháu của mình ở trong bụng nữa. Bao nhiêu suy nghĩ hắn cố gạt bỏ ra trong đầu. Nên hắn mới dùng đến rượu để giải tỏa bớt căng thẳng. Ngay đêm hôm đó ở trên tỉnh, Lý chồng của Liên đang ở. Bởi nhà anh quá giàu, bà mẹ có một tiệm vải trên tỉnh. Chính vì vậy mà vài tháng là bà ta phải cho người lên để thu tiền. Đàn ông thì thường năm thê bảy thiếp, cho nên có vợ thì vẫn vui vẻ với những cô gái khác là chuyện bình thường. Bằng chứng là lúc này Lý đang ở trong vòng tay của một cô gái khác thì bỗng có một tiếng động lạ vang lên. Anh ta đi ra bên ngoài kiểm tra tiếng động đó. Quan sát một lúc, hắn không thấy có tiếng động gì nữa. Và hắn lại yên tâm tiếp tục đi vào, ân ái tiếp với cô gái. Anh ta đâu hay rằng tiếng động đó chính là vong hồn của Liên, người vợ của anh, vừa bị người nhà anh ta sát hại đến tàn nhẫn. Do mới chết lại bị yểm hồn, cho nên cố gắng nắm cô mới lên được gặp chồng, mong anh ta trở về cứu giúp. Nhưng khi thấy được cảnh người chồng của mình đang yêu thương, ân ái với một người con gái khác, đã khiến cho linh hồn của cô bị suy sụp. Tiếng động đó là cô cố gắng dùng hết sức lực nhằm nâng cao con dao để giết người chồng tệ bạc kia. Nhưng rồi sức lực không đủ, cho nên bị linh lực của hồn kéo cô về thân xác. Vậy nên không làm gì được. Lửa tháng sau, Lý thu xếp công việc ở trên tỉnh để về gặp vợ. Thế nhưng khi đi về, vào đến nhà thì lại chẳng thấy có ai. Anh đi tìm kiếm khắp nơi,
đồ đạc cũng không thấy. Trong đầu của Lý lại nghĩ, quái lạ, cô ta đi đâu mà mang hết đồ đi vậy chứ? Hay là đi về nhà cha mẹ của cô ta? Anh ta tính mang quà về cho vợ. Vậy là anh ta đi thẳng ra nhà vợ. Giờ cũng đã gần trưa, đứng trước một căn nhà lá nhỏ cạnh một con suối, đó chính là nhà của bố mẹ vợ. Bởi Lý nghĩ, giờ vợ về nhà bố mẹ đẻ chơi, cho lên tới để gặp. Nhưng nhìn vào bên trong lại chẳng có ai. Khi vào bên trong xem xét cả căn nhà, cũng không thấy vợ hay quần áo gì cả. Lúc này anh ta lại nghĩ khác. Không lẽ lúc mình đi lên tỉnh, cô ta bỏ đi với thằng khác rồi? Đang đứng nghĩ thì bỗng nhiên, ông Lu đi vào nhìn thấy con rể thì lên tiếng hỏi. Ô lè Lý, sao con ở đây? Con Niên đâu? Nó không về cùng con hả? Lý cũng nhanh trí nói. Dạ, con mới ở trên tỉnh giải quyết công việc về xong, cho nên con ghé qua thăm ba mẹ. Con có mua một ít thuốc bổ cho mẹ. Còn ba thì con có cái này giúp ba khỏe hơn nè. Hai người nói chuyện rất vui vẻ thì bà Hoa đi vào hỏi. Sao con về một mình như vậy? Con Niên đâu? Ông Nu lên tiếng trước. Con nó mới ở trên tỉnh về đó. Nó mua quà về biếu cho mình đây này. Hai vợ chồng ông bà đâu hay biết rằng con gái của mình đã bị sát hại dã man như thế nào. Ở đó nói chuyện vui vẻ một lúc thì Lý liền lên tiếng. Dạ thôi, con qua thăm ba mẹ, con xin phép ba mẹ con về. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe. Ông Nú đáp. Ừ, con về đi. Lúc nào rảnh thì đưa con Niên về đây chơi nhá. Ra khỏi nhà thì sắc mặt của Lý bỗng nhiên thay đổi. Bởi lúc này anh ta khẳng định rằng vợ của anh ta đã theo nhân tình đi rồi. Trên đường đi về thì gặp thằng Lêu, đứa em trai hư hỏng say xỉn bước đi loạng choạng. Này, thằng Lêu, không biết làm ăn gì, suốt ngày nhậu nhẹt thế hả? Lêu nhìn thấy anh Lý thì sợ hãi mà nói câu, khiến cho Lý khó hiểu. Anh về rồi à? Tôi không biết gì, anh đừng hỏi. Nói rồi hắn vội chạy đi, như vừa mới gặp ma.